Cách gia hạn tên miền ở trên Alamehot. Đúng rồi, thì bạn vào Alamehot. Nào bạn lên login. Login tài khoản rồi. Đó, ghi về tài khoản thôi. Username và password. Đó, đây là tài khoản, mình sẽ tìm cái tên miền. Xong cái tên miền mình đã đăng ký ở đây. Một MVT hết hạn này, một MVT đã xuất chúng hết hạn này. Nếu mà làm đẹp, chấm nét cũng hết hạn này. Nếu mà làm đẹp, chấm nét này. Và để kích vào đây. Đó, thì nên chúng ta sẽ xem gia hạn này thôi. Ở đây gia hạn cái tên miền. Park my map này là cái này, không được ra này nữa. Đưa đây. Đúng. Mãi làm ra khó, mỹ hàng làm đẹp chấm nét. Ok, mình đã được ra, tôi ra một cây tan. Đưa đây. Đưa đây, cây tan được rồi. Còn nếu không thì bạn kích vào thẻ visa của bạn ấy, bạn nên thẻ visa vào thôi. Đấy. Đây là cái quy 21,9 đô cho 2 tên miền. Ok. Đó, vậy là xong. Vậy là tôi đã ra xong 2 tên miền. Sẽ có email báo về cho email của bạn nhé. Gặp lại các bạn. Đó, xem video.